Quận ủy Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị lần thứ 22 Ban chấp hành Đảng bộ quận mở rộng nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị nhằm lấy ý kiến các nội dung quan trọng về tình hình kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 9 tháng năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm và thảo luận đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ 13, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trong 9 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt 75,22%, kinh tế quận tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng thu ngân sách đạt hơn 3.352 tỷ đồng, đạt 90,78% chỉ tiêu pháp lệnh, tăng 19,15% so cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt kết quả tích cực, điểm sáng là năm học mới 2024-2025, quận hoàn thành và đưa vào sử dụng 7 trên 12 trường với 204 phòng học, chiếm 58% tổng số trường xây dựng mới toàn thành phố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, phạm pháp hình sự giảm 2,75% so cùng kỳ, tỷ lệ khám phá án đạt 77,83%. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Ngọc Hải ghi nhận, đánh giá tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị quận, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn. Nhận định từ nay đến cuối năm, công việc còn rất nhiều, trong đó có chuẩn bị văn kiện đại hội đảng các cấp, đảm bảo tiến độ. Đồng chí Dương Ngọc Hải đề nghị mỗi tập thể, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức quận Bình Tân bám sát, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ đại hội 2020-2025.